49 năm trôi qua, người Việt Nam vẫn nhớ tới sự kiện ngày 30 tháng 4 năm 1975, đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai ở miền Nam Việt Nam, thống nhất tổ quốc sau hơn 30 năm bị chia cắt, đồng thời chấm dứt cuộc đấu tranh chống lại thực dân kiểu cũ và mới trong hơn một thế kỷ, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của độc lập, tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội. Sự kiện ngày 30 tháng 4 là sự kiện lịch sử hào hùng với không chỉ dân tộc Việt Nam mà còn là một sự kiện chấn động trên khắp thế giới. Thông thường vào ngày 1 tháng 5 hàng năm, những tin tức liên quan đến ngày quốc tế lao động mới là chủ đề hot được báo chí thế giới chọn đưa lên trang bìa. Thế nhưng ngày 1 tháng 5 năm 1975, một ngày sau khi miền Nam Việt Nam được hoàn toàn giải phóng, những thông tin, hình ảnh, bình luận về chiến thắng của Việt Nam trước đế quốc Mỹ chiếm toàn bộ mọi trang nhất của báo chí thế giới. Không khí của thời điểm lịch sử ấy vẫn còn được ghi dấu nơi các tài liệu lưu trữ. Thông tấn xã Pháp AFP đã viết, sự kiện 30 tháng 4 tại Việt Nam chính là sự kiện nổi bật nhất năm 1975. Không còn nghi ngờ gì nữa, sự kiện này có tác động lớn với khu vực và toàn thế giới trong tương lai gần. AFP nhận định rằng chiến thắng năm 1975 của Việt Nam là dấu mốc cho thấy nhân loại sẽ phải làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn chiến tranh, rằng đây là những khoảnh khắc trung thực nhất của chiến tranh, hồi chuông cảnh tỉnh nhân loại hãy làm hết sức mình để không xảy ra một cuộc chiến tương tự, cho dù là bên nào thắng cuộc. Ông Alan Driscoll, nhà sử học người Pháp, kiêm chuyên gia nghiên cứu về lịch sử Đông Dương nhận định, sự kiện 30 tháng 4 gây tiếng vang lớn trên trường quốc tế về một dân tộc không chịu khuất phục trước quân thù. Để có được chiến thắng này, hàng triệu người dân Việt Nam đã ngã xuống trong nhiều thập kỷ đầy cam go, quyết liệt. Gần như gia đình người Việt Nam nào cũng có đóng góp và mất mát cho cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại này. Tổng biên tập người Pháp Patrick Appel Muller có bài xã luận với tiêu đề V như là Việt Nam và chiến thắng Victor. Bài báo viết, nước Mỹ đã phải quỳ gối trước một dân tộc mà họ đã cố nhấn chìm bằng các đợt ném bom giải thảm, bằng bom napalm, bằng chất độc da cam. Thất bại đó đã được thu vào ống kính của các nhà báo và truyền đi khắp thế giới. Thất bại đó cũng đã mở ra kỷ nguyên mới cho các dân tộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân và đế quốc trên toàn thế giới. Bài báo kết luận, chiến thắng ngày 30 tháng 4 năm 1975 không có nghĩa là mọi khó khăn đã kết thúc. Ngay sau chiến thắng, dân tộc Việt Nam đã phải đối mặt với lệnh cấm vận phi lý, phải khẩn trương xây dựng lại đất nước, băng bó các vết thương chiến tranh và kiến tạo tương lai. Việt Nam đã từng bước tiến lên, đôi lúc chững lại, nhưng vẫn luôn tiến về phía trước. Chúng ta tiếp tục tin tưởng vào tương lai của Việt Nam. Tạp chí Châu Âu Pháp có bài viết, sau 30 năm chiến đấu, hòa bình đã trở lại trên toàn nước Việt Nam. Hòa bình trong độc lập, chắc chắn đây là thắng lợi trọn vẹn nhất mà một dân tộc có thể giành được với một đế quốc hùng cường bậc nhất. Phải hàng năm, hàng chục năm sau nữa mới có thể lường hết được tầm quan trọng của thắng lợi này. Báo tin tức của Ai Cập bình luận, không một ai trên trái đất này dù chính kiến hay màu da của họ như thế nào đi nữa, lại không kính trọng và tự hào về dân tộc Việt Nam. Một dân tộc đã giương cao ngọn cờ chiến thắng trên phần đất cuối cùng của tổ quốc mình vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Sau 30 năm trường kỳ chiến đấu liên tục, không một phút ngơi nghỉ, dân tộc ấy đã đánh bại ba đế quốc lớn mạnh nhất thế giới là Nhật, Pháp và Mỹ. Chứng minh cho cả loài người thấy rằng, những dân tộc đã chiến thắng thì không bao giờ chịu khuất phục và ý chí của họ là vô địch. Hãng tin Reuters danh tiếng của Anh cũng đã có bài viết lớn và liên tục cập nhật về cuộc chiến Việt Nam vào giờ phút bước ngoặt đó. Một nhà báo Reuters có mặt tại Sài Gòn viết, là phóng viên duy nhất có mặt tại khu vực phủ Tổng thống, tôi đã chứng kiến chiếc xe tăng đi đầu của quân giải phóng húc đổ cột bằng thép vững chắc và cán cờ ngụy rơi xuống đất rồi vượt qua. Gần 10 xe tăng khác nhanh chóng tiến lên theo và bộ đội chính phủ cách mạng tỏa ra khắp khu vực phủ Tổng thống. Lính gác Nam Việt Nam lập tức giơ tay xin hàng và tập hợp thành hàng ngũ chờ lệnh mới. Cờ chính phủ cách mạng lâm thời tung bay trong không khí chiến thắng ở lan can tầng 2, ngay cả trong khi lá cờ ba sọc vẫn còn bay trên nóc mái nhà. Lào, đất nước anh em đã cùng sát cánh với chúng ta trong nhiều cuộc chiến tranh, cũng không thể bỏ qua sự kiện trọng đại ngày hôm đó. Báo Tiếng Nói Nhân dân, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đánh giá, thắng lợi của nhân dân Việt Nam chứng minh rằng một nước dù đất không rộng, người không đông, nền kinh tế chưa phát triển, nhưng nếu có sự lãnh đạo đúng đắn, nhân dân đoàn kết chặt chẽ, biết phát huy truyền thống yêu nước và được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân thế giới, thì có thể chiến thắng chiến tranh phi nghĩa của chủ nghĩa đế quốc. Hiển nhiên báo chí Mỹ đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với sự kiện lừng lẫy này. Báo Mặt trời Baltimore viết, chúng ta bị thương tổn và cảm thấy nhục.
Nhưng có lẽ chúng ta cũng đã chín chắn hơn lên một chút qua sự kiện chiến sự Sài Gòn Gia Định. Phóng viên hãng UPI đã mô tả, quân đội Cộng sản tươi cười và vui vẻ cưỡi xe tăng vào phủ Tổng thống ở Sài Gòn và hô vang với những người đứng bên đường cùng các nhà báo đang theo dõi. Họ thật sự không để ý đến sự có mặt của các nhà báo đang ghi lại sự đầu hàng lịch sử của chính quyền Sài Gòn trước những người Cộng sản. Một ngày sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng ngày 1 tháng 5 năm 1975 với tựa đề Sài Gòn sụp đổ, tờ New York Times chạy tít lớn suốt 8 cột trang nhất kèm theo hàng loạt những tin ảnh về sự sụp đổ của chính quyền ngụy và chiến thắng của các lực lượng cách mạng. Theo bài viết, ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày lịch sử của thế giới. Cũng trong số ra ngày hôm đó, hãng tin AP đăng một bài viết có đoạn xe tăng, xe bọc thép và xe tải ngụy trang của quân giải phóng tiến nhanh vào dinh Tổng thống. Cũng trong thời gian này, tướng trung lập Dương Văn Minh đã lên đài phát thanh và truyền hình công bố lệnh đầu hàng. Tờ báo này cũng đưa tin về việc Sài Gòn ngay lập tức được đổi tên thành Hồ Chí Minh theo tên của Bác Hồ. Còn trên Los Angeles Times có đoạn, người Mỹ ra đi, Việt Nam Cộng Hòa đầu hàng, nước Việt Nam đã trả lại cho người Việt Nam. Bên cạnh những tờ báo lớn, hầu hết các chương trình thuộc 3 hệ thống truyền hình Mỹ, tối ngày 1 tháng 5 năm 1975 đều dành cho những đoạn phim về cuộc di tản của người Mỹ ra khỏi Sài Gòn và các tin về giây phút cuối cùng của chế độ được gọi là Việt Nam Cộng Hòa cùng với việc ra đời một chế độ mới tại miền Nam Việt Nam. Còn tờ Asahi Shimbun của Nhật ngày 1 tháng 5 năm 1975 cho rằng sự kiện xảy ra trước đó một ngày đánh dấu việc chiến tranh Việt Nam đã kết thúc với thắng lợi của lực lượng giải phóng. Điều đó có thể khẳng định thời mà các nước lớn dùng sức mạnh để bóp nghẹt chủ nghĩa dân tộc đã chấm dứt. Không chỉ trở thành chủ đề nóng bỏng trong vài ngày, vài tháng hay vài năm, mà thậm chí là hàng chục năm sau sự kiện 30 tháng 4 năm 1975 ở Việt Nam vẫn được báo chí thế giới liên tục nhắc lại. Tờ Nhân dân Nhật Báo của Trung Quốc số ngày 30 tháng 4 năm 2005 có bài bình luận dài về thắng lợi mãi mãi ghi vào sử sách. Tờ báo nhấn mạnh, ngày 30 tháng 4 là ngày lễ lớn của nhân dân Việt Nam và cũng là ngày đáng được những người yêu chuộng hòa bình chính nghĩa trên toàn thế giới kỷ niệm. 30 năm sau, tờ Nikkei ấn phẩm chuyên về kinh tế lớn nhất Nhật Bản, số ra ngày 28 tháng 4 đăng lại hình ảnh chiếc xe tăng đầu tiên của quân giải phóng tiến vào dinh độc lập, kèm theo bình luận Việt Nam sau 30 năm chiến tranh. Bài báo nhấn mạnh, cuộc chiến tranh Việt Nam đã để lại dấu ấn sâu đậm và đầy ấn tượng trong tâm thức của người Mỹ, tạo hiệu ứng dây chuyền trong toàn khu vực Đông Dương. Năm 2006, tờ Asahi Shimbun số ra ngày 29 tháng 4 có bài viết Việt Nam vinh quang và thiện ý tái hiện lại chiến tranh qua lời kể của các nhân chứng, những người đã trực tiếp tham gia trong cuộc chiến ở cả hai chiến tuyến. Trong đó có đoạn văn cảm động, nói về sự nhân đạo của một nữ du kích Việt Nam. Tháng 4 năm 1966, tại khu vực Củ Chi, nữ du kích mới 18 tuổi phát hiện một nhóm lính Mỹ lọt vào bãi mìn của quân giải phóng. Nữ du kích này tận mắt chứng kiến cảnh lính Mỹ ngồi ngay trên bãi mìn đọc thư nhà, xem ảnh người thân và khóc. Chỉ không nỡ nhấn nút phát hỏa, toàn lính Mỹ thoát chết mà không hề hay biết, nữ du kích này đã không nỡ giết họ. Ngày 30 tháng 4 năm 2015, tờ Tổng hợp Mỹ Latin của Argentina đăng bài viết với tiêu đề 40 năm thống nhất, Việt Nam cái tên của chiến thắng. Bài báo đã tóm lược suốt chiều dài lịch sử chiến đấu và hy sinh của dân tộc Việt Nam qua hai cuộc chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Tờ báo nhấn mạnh nói về Việt Nam hôm nay là để nhớ tới một trong những thành tựu vĩ đại của lịch sử đương đại, sự kiên trì, niềm tin vào lý tưởng để thoát khỏi sự can thiệp của đế quốc. 49 năm đã trôi qua, những bài viết, những nhận định sâu sắc mà thế giới dành cho chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 không hề thay đổi, là minh chứng khẳng định tinh thần yêu chuộng hòa bình và truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm kiên cường, bất khuất của dân tộc Việt Nam. Chiến thắng ngày 30 tháng 4 năm 1975 tiếp tục là nguồn động lực tinh thần quan trọng, tạo ra sức mạnh cho đất nước, dân tộc vững bước trên con đường phát triển nhằm thực hiện thành công mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh. Các bạn thân mến, cùng với những thành tựu ngoại giao nổi bật của mình, Việt Nam ngày càng khiến cho bạn bè quốc tế phải ngả mũ thán phục, nhất là khi Việt Nam hiện đã trở thành đối tác chiến lược toàn diện của Mỹ, nhưng vẫn không làm mất lòng Trung Quốc và bạn Nga lâu đời. Tuy nhiên thì Việt Nam vẫn cho thấy được hình ảnh đẹp về một quốc gia thân thiện gần gũi, có chính kiến riêng
chứ không phải là một nước nhỏ ưa xu nịnh ông lớn để trục lợi cho mình. Việt Nam luôn biết cách cứng đúng lúc và mềm đúng nơi để mà thể hiện rõ ý chí lẫn đường lối ngoại giao kiên định của mình, khiến cho người ta dù có muốn cũng không thể bắt chẹt được chút nào. Tất cả những điều đó đều được thể hiện rõ nét thông qua cái bắt tay siết chặt của Bắc Trọng, Bắc Chính trong những lần gặp gỡ với các nguyên thủ quốc gia, cũng như được thể hiện cụ thể thông qua những lời phát biểu ẩn chứa nhiều hàm ý sâu xa của các nhà lãnh đạo Việt Nam trước toàn thể quý đại biểu đến từ hàng loạt các nước khác trên toàn cầu. Nhưng ít ai biết rằng những gì mà Bắc Trọng, Bắc Chính đang làm vẫn còn kém xa so với nhà nữ ngoại giao kiệt xuất của Việt Nam, người từng khiến cho Liên Hợp Quốc và cả thế giới phải nín lặng chỉ với một câu nói nhẹ như lông hồng. Vậy rốt cuộc, người nữ cường nhân ấy là ai và bà đã nói gì mà lại làm nên điều chấn động đến như thế? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong video clip ngày hôm nay sau khi đã nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh Hiểu Biết Hơn mỗi ngày. Vâng, còn nhớ cách đây vài thập kỷ, Việt Nam đã khiến cho cả thế giới phải sửng sốt khi một nhà ngoại giao nhỏ bé của mình dám đơn thân độc mã đứng giữa các tay báo sừng sỏ nhất để tuyên bố xanh rờn rằng người Mỹ có thể lên mặt trăng và trở về an toàn, còn sang Việt Nam thì tôi không dám chắc, để đe nẹt kẻ thù theo cách khéo léo vô cùng. Đó không ai khác hơn chính là bà Nguyễn Thị Bình, nhà nữ ngoại giao mang vẻ đẹp dịu dàng đầm thắm của người phụ nữ Việt Nam, nhưng ẩn chứa trong đó lại là một ý chí kiên định, quyết liệt trên con đường giải phóng dân tộc và thống nhất nước nhà. Theo Wikipedia, bà Nguyễn Thị Bình sinh ngày 26 tháng 5 năm 1927, có tên khai sinh là Nguyễn Thị Châu Sa. Bà là một nữ chính trị gia người Việt Nam từng giữ cương vị trưởng phái đoàn Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam để tham gia hội nghị 4 bên về việc lập lại hòa bình cho Việt Nam tại Paris trong giai đoạn năm 1968-1973 và cả sau này. Đặc biệt, bà còn là một trong những người đại diện các bên ký Hiệp định Paris năm 1973 và trở thành người phụ nữ duy nhất đặt bút ký vào bản Hiệp ước lịch sử này. Sau khi hòa bình lập lại, bà còn được nhân dân cả nước tin yêu bầu làm Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đến năm 2002. Suốt những năm tháng đó, bà Nguyễn Thị Bình đã cống hiến hết mình cho sự phát triển của nước nhà. Theo đó, không ai có thể phủ nhận được vai trò quan trọng của bà Nguyễn Thị Bình trong suốt quá trình Việt Nam tiến tới bàn đàm phán và đặt bút ký vào bảng Hiệp định Paris năm 1973. Người đã không quản khó khăn gian khổ đi khắp nước Pháp và cả thế giới để ngoại giao đủ kiểu nhằm tranh thủ sự ủng hộ của tất cả mọi người. Chuyến hành trình ấy đã được tường thuật lại một cách sống động thông qua trang nhật ký của đồng chí Xuân Thủy, người từng đồng hành với bà Bình trên mọi nẻo đường. Ông viết, ngày 4 tháng 11, Năm 1968 là ngày đầu tiên mà chị Nguyễn Thị Bình tới Paris vào lúc 11 giờ 30 phút. Khi đó máy bay dân dụng Liên Xô đưa đoàn chị Nguyễn Thị Bình gồm 6 người, 2 nữ, 4 nam đến sân bay Bourget. Bà Bình nhanh nhẹn tươi cười từ máy bay bước xuống, nhưng khi ra xe người ta bao vây đông đặc làm cho chị không thể nào bắt tay chào hết những người ra đón mình. Trong đó bao gồm các vị đại sứ Liên Xô, Ba Lan, Bulgaria, Hungary, Tiệp Khắc, Cộng hòa Dân chủ Đức, Rumani, Algeria, đại diện thương mại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Pháp, đại diện các tổ chức như Hội Hữu nghị Pháp Việt, Công đoàn Thanh niên Phụ nữ và Hòa bình Pháp ra chào mừng. Ngay sau đó, ta đã thu lượm dư luận trong giới báo chí và người Pháp cảm tình với ta, để rồi từ đây tạo bước ngoặt lớn cho quá trình đàm phán Hiệp định Paris sau này. Còn theo nữ nhà báo Madeleine Rifford, đánh giá thì Việt Cộng đã thắng lợi lớn qua sự đón tiếp bà Bình ở Paris. Bà Bình như bà Hoàng được đón như quốc trưởng với đủ nghi thức chính quy. Bà đã làm chấn động dư luận Paris và thế giới. Cờ mặt trận đã tung bay ở Paris. Rất tuyệt, đó là một cảnh tượng thật hiếm có vô cùng. Và thế là, suốt hơn 4 năm ròng rã từ cuối năm 1968 đến đầu năm 1973, cứ vào thứ năm hàng tuần, người dân Paris lẫn bà con Việt Kiều ở đây lại được chứng kiến cảnh Madame Bình với phong thái lịch lãm, sang trọng, trong bộ áo dài truyền thống Việt Nam, khoác áo vest bên ngoài, hoặc có khi là áo cổ lông sẫm màu đi tới nhà hội nghị quốc tế ở phố Kleber để tổ chức họp báo. Trả lời phỏng vấn cho mình trong thời gian này, bà tham dự hội nghị quốc tế với tư cách Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đi các nước châu Á, châu Âu, châu Phi tuyên truyền vận động, tranh thủ sự ủng hộ
của các nước cho sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân nước mình. Bà đồng thời còn chuẩn bị thông tin cho các đòn tấn công ngoại giao sắc bén tại những cuộc đàm phán mới sau này. Trong những năm tháng đàm phán trường kỳ ấy, hình ảnh Madame Bình thật sự gây ấn tượng khi xuất hiện trên các trang báo phương Tây cùng với những lời phát biểu thông minh đầy thuyết phục, có lúc cứng rắn, có khi dí dỏm, ví von làm cả thế giới phải nể trọng và làm cho nhân dân trong nước thấy nức lòng. Theo đó, bà Nguyễn Thị Bình và đoàn chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã làm rõ trước thế giới lập trường của nước nhà rằng Mỹ đưa quân vào Việt Nam gây chiến tranh phi lý nên Mỹ phải rút quân vô điều kiện khỏi lãnh thổ nước mình. Vậy nên mục tiêu trước sau như một của Việt Nam là giành lại độc lập dân tộc và thống nhất tổ quốc. Nước Việt Nam là một, kẻ thù xâm lược đến Việt Nam, người Việt Nam dù ở miền Nam hay miền Bắc đều có quyền, nghĩa vụ chiến đấu chống kẻ thù. Bằng những lý lẽ đanh thép nhưng có tình có lý ấy, bà đã lan tỏa thông điệp của Việt Nam đi khắp các nước thông qua dư luận quốc tế, qua báo chí, truyền hình và qua các phương tiện truyền thông đại chúng. Đáng chú ý là hình ảnh bà Bình bình tĩnh đối đáp bằng tiếng Pháp trên kênh 1, cơ quan phát thanh và truyền hình Pháp, khi đơn vị này tổ chức cuộc tranh biện với chủ đề Việt Nam tại câu lạc bộ báo chí, nơi có khoảng 20 nhà báo Mỹ, Pháp, Úc tham gia và phần lớn trong số đó đều đứng lên bảo vệ lập trường của Hoa Kỳ. Một mình bà Bình khi ấy đứng giữa các nhà báo sừng sỏ, đã dùng những lập luận vừa mạnh mẽ, vừa hòa nhã để nêu rõ thiện chí, muốn tìm kiếm giải pháp chính trị chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam. Bà đã bác bỏ các luận điệu sai trái và đanh thép nói rằng không cần phải bàn, sự hiện diện của nửa triệu quân Mỹ tại Việt Nam là hết sức vô lý, Mỹ phải rút toàn bộ quân đội của mình, đó là nguyên tắc. Các bạn đừng đánh đồng quân xâm lược Mỹ với dân tộc Việt Nam chúng tôi. Những người chiến đấu chống ngoại xâm và có quyền hợp pháp được đánh đuổi quân xâm lược trên lãnh thổ của mình. Để rồi sau đó tại cuộc họp báo do mình tổ chức ở Paris, bà Bình đã dõng dạc tuyên bố rằng chỉ có một nước Việt Nam, chỉ có một dân tộc Việt Nam và chính phủ cách mạng lâm thời là đại diện cho nhân dân Việt Nam. Người Mỹ có thể lên mặt trăng và trở về an toàn, còn sang Việt Nam thì tôi không dám chắc chút nào. Mặc dù khi ấy Madame Bình chỉ mặc chiếc áo dài lụa Việt Nam màu xanh lá và nở nụ cười nhẹ trên môi, nhưng hầu hết các cánh nhà báo có mặt tại đó đều cảm thấy lạnh sống lưng trước một quý bà đầy bản lĩnh, tự tin và cũng rất quyết liệt trước kẻ thù này. Vậy nên không có gì là lạ khi bà Bình sang nước Anh tranh thủ sự ủng hộ cho Việt Nam. Bà luôn đón tiếp long trọng cùng với hai hàng cảnh binh bảo vệ ngay giữa quảng trường lớn. Khi mà bà Bình đến thăm Thụy Điển, bà lại được đích thân thủ tướng nước này đón tiếp nhiệt thành. Nhà lãnh đạo ấy thậm chí còn cùng với Madame Bình dẫn đầu cuộc biểu tình ủng hộ Việt Nam trong thời khắc trọng đại vô cùng. Qua đó có thể thấy rằng bà Bình chính là một đại diện tiêu biểu cho quân đội tóc dài, cho phong trào phụ nữ Việt Nam anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang. Bà đã góp phần không nhỏ vào sự thắng lợi của cuộc đấu trí lớn chống kẻ thù xâm lược và bè lũ tay sai bán nước theo cách nhẹ bẫng như không, đáng khâm phục hơn người. Vậy nên khi trông thấy hình ảnh nhà ngoại giao Ukraine, bà Natalia Jinkina bêu xấu và xúc phạm Việt Nam cùng với những lời như Việt Nam hãy lên tiếng bảo vệ Ukraine đi, hay là Việt Nam chỉ là một nước nhỏ nên không được dựa hơi các nước lớn, thì cộng đồng quốc tế đã khuyên bà nên về nhà tự vấn và học theo bà Bình. Một nhà ngoại giao lỗi lạc của Việt Nam đã có sự nghiệp thành công vang dội dù không cần dùng những từ ngữ sốc nổi hay có bất kỳ động thái sừng sộ nào khi đối ngoại tại nước ngoài.